Dạ con nên con xin kính chào cô chú dạ. Hôm nay đến với kênh Lời Thầy Cao Văn Sai con xin giao lưu cùng cô chú và anh chị một số phôi khí găng và vài cây me vàng. Địa chỉ của con là ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của con là 0352240908, con tên Nên ạ. Dạ, con xin bước vào cái thông số và mã số 1 ạ. Khí găng nha cô chú anh chị. Khí găng. Dạ. Chiều cao. Cao là 31. Tổng hai thân. Tổng hai thân là 28. Thân bự của nó là 20. Đường kính bầu 21. Cây mã số 1 nha chú anh chị. Mã số 1 này có giá là 400.000. Hình thức của con là bao ship bao sóng toàn quốc ạ. Dạ con xin đổi phôi ạ. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Cây hai thân. Xin cho chiều cao ạ. Cao là 48 ạ. Tổng hai thân, tổng hai thân là 37. Xin cho thân đại diện bự của nó. Thân đại diện bự của nó là 23. Đường kính bầu là 28. Cây này cũng cũ đế đồ cũng được được không cô chú anh chị. Dạ mã số 2 này có giá là 500.000 ạ. À. Con bao ship ạ. Dạ xin đổi phôi ạ. À. Tiếp theo là mã số 3. Cây này có giọng chữ C cũng khá đẹp phải không chú anh chị. Cao của nó là 31. Tán ngang của nó là 38. Còn tại vị trí này là 35 ạ. À. Tại đó 35 ngang của chú anh chị. Đường kính bầu 27 ạ. À. Cây này rất vàng nha chú anh chị. Mã số 3 này có giá là 700.000 ạ. À. Dạ con xin đổi phôi ạ. À. Tiếp theo là mã số 4 ạ. À. Cây ba thân ạ. À. Dạ xin cho thông số ạ. À. Cao là 31, tán ngang là 32. Quanh tại đây là 31 ạ. Đường kính bầu là 33. Cái mã số 4 này có giá là 800.000 ạ. À. Dạ, con xin đổi phôi ạ. À. Tiếp theo là mã số 5. Cao là 33. Còn tại đây là nó 30. Cây này nó có lỗi ăn chút nha cô chú anh chị đây. Cái lỗ bọng nó làm dấu cho chú anh chị coi ha. Lỗ sâu ăn nó bọng bằng ngút ạ. Đường kính bầu là 27. Nó có một cái lỗi ha cô chú anh chị. Mã số 5 này có giá là 500.000 ạ. À. Dạ cũng xin đổi phôi ạ. À. Tiếp theo là mã số 6 ạ. À. Xin cho thông số ạ. Cao là 36. Quanh đây là 25. Đường kính bầu 27. Rồi, cái mã số 6 này có giá là 500.000. Dạ, xin đổi phôi. Tiếp theo là mã số 7. Cây ba thân hả cô chú anh chị, có thể thân đuổi theo cũng đẹp ha. Dạ, xin cho thông số ạ. Cao là 40. Này con đo tổng hai thân này đi ha. Tổng hai thân này nó 38. Đó, tại đó ha cô chú anh chị. Nó nhảy con này, nó nhảy bởi hơi khó đo một chút ha cô chú anh chị. Thân đại diện bự của nó là 27.
Đường kính bầu 28. Rồi cây mã số 7 này có giá là 1 triệu tư ạ. Cây mã số 7 có giá 1 triệu tư. Dặn xin đổi phôi. Tiếp theo là mã số 8. Cây này có cần cũng gác quái chú chị. Dạ, xin cho thông số ạ. Cao của nó là 80. Còn tại đây là 40. Đường kính màu 30. Cái mã số 8 này có giá là 1 triệu 500 ngàn ạ. Dạ, cũng xin đổi phôi ạ. Tiếp theo mã số 9. Cây này con có cô chia sẻ cùng cô chú anh chị ha, sẵn cái cách con áp nè. Của nó áp của nó luôn. Cô chú anh chị khứa lúc rồi cạo cạo da gì nè. Rồi là mình đưa vô mình chim ngoài cái này nè cô chú anh chị. Bao cô chú anh chị là dính chầm chầm luôn. Thường thường cái khế găng nó ít có ra đúng như vị trí mình mong muốn lắm ha. Cao của nó là 44. Tán ngang là 40. Và neo của nó là 39. Củ của nó là 49. Ngang của nó là 28 ạ. Cái này rất là lùng lực của chúng chị. Mã số 9. Mã số 9 này có giá là 1 triệu 600 ngàn. Dạ con xin đổi phôi ạ. Tiếp theo mã số 10. Dạ con xin cho thông số ạ. Cao là 40. Ngang của nó là 42. Tổng hai thân của nó ở đây là 35. Chỗ đó ha của chú anh chị 35. Dạ. Đường kính bầu 29. Cái này trồng thời gian là đẹp lắm đó chú anh chị. Đế nó nhỏ, còn nhỏ mà đều lắm ạ. Mã số 10 này có giá là 800 ngàn. Dạ cũng xin đổi phôi ạ. Tiếp theo mã số 11. Cây nhà nó nhảy nhảy, nó dính dính nhìn quá quái ha. Cái góc nó đằng đây nè. Lúc trước nó nằm dài bứng sắn đứt ngoài chót luôn. Chiều dài của nó tới đây là nó 62. Quanh chỗ này là 28. Đường kính chỗ này là nó 31. Nằm về ường. Rồi cái khí găng mã số 11 này có giá là 700 ngàn. Dạ không xin đổi thôi ạ. Tiếp theo là một cây khế hai thân. Cây này bệ đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Cao của nó là 64. Này con đo thân đại diện nó đi ha. Thân đại diện của nó là 24. Tại đây là nó 37. Cũ của nó chú anh chị. Cũ tại đây là nó 66. Dạ dữ lắm cái bệ đế. Đường kính bầu là 30.
hai thằng. Mã số 12, cái khí găng này có giá là 2 triệu ạ. Cái này dữ lắm cái bệ. Dạ, xin đổi phôi ạ. Tiếp theo mã số 13. Dạ, con xin cho thông số ạ. Cao là 47. Vành tại đây là 35. Đường kính bầu là 30. Cái mã số 13 này có giá là 1 triệu ạ. Rồi, con xin đổi thôi ạ. Tiếp theo mã số 14. Càng này đang lên nu luôn. Cao là 44. Cái găng mà nó già nữa, lên nu vậy nha cô chú anh chị. Hoành của nó là 31. Đường kính bầu 31 luôn. Dạ, đế lắm đế. Dạ, cái mã số 14 này có giá là 800.000. Dạ, con xin đổi phôi. Tiếp theo là mã số 15. Dạ, con xin cho thông số. Cao của nó là 50. Còn tại đây là nó 36. 36. Đường kính bầu 38. Cái mã số 15 này cũng đẹp lắm nè cô chú đẹp. Cái mã số 15 này có giá là 2 triệu. Dạ, con xin đổi thôi. Tiếp theo là cái mã số 16. Cái này ghế lực không nè cô chú đẹp. Rất là lắc, rất là lực. Cao là 50. Hoành tại đây là 29. Đường kính màu 35. Rồi, cái mã số 16 này có giá 1.700.000. Dạ, con xin đổi phôi ạ. Tiếp theo mã số 17 ạ. Cái này cũng đang lên nu dữ lắm nha cô chú anh chị. Đây, nó nu quá nè. Nu từ dài dài, dài xuống luôn. Cái găng lại già chừng nào nó nu dữ một cái nha cô chú anh chị. Cao của nó là 65. Tại đây là nó 33. Đường kính bầu 30. Cái mã số 17 này có giá là 1.400.000. Mã số 17 giá 1.400.000, cái găng cực đẹp của chính định. Đang xin đổi phôi. Theo mã số 18. Đang xin cho thông số ạ. Cao của nó là 60. Hiện tại đây là 31. Đường kính bầu 30. Cái mã số 18. Mã số 18 này có giá 700.000. Dạ, xin đổi thôi. Tiếp theo mã số 19 ạ. Lượng luôn ha. Cao là 67. Và
Mình tại đây là 39. Đường kính bầu 33. Cái mã số 19 này có giá là 2 triệu. Dạ con xin đổi coi. Tiếp theo mã số 20. Dạ xin cho thông số. Cao của nó là 63. Còn đây là 39. Đường kính bầu 30. Mã số 20 này có giá là 700 ngàn. Dạ xin đổi phôi. Tiếp theo là cái mã số 21. Dạ xin cho thông số. Cao là 76. Vành tại đây là 37. Đường kính bầu là 29. Mã số 21 này có giá là 1 triệu 400 ngàn. Dạ ông xin đổi phôi. Tiếp theo là cái mã số 22. Cái này có cần nhìn gắt viên không chứ anh chị? Dạ, xin cho thông số. Cao nó là 57. Ngang của nó là 38. Vành tại đây là 30. Đường kính bầu 29. Cái mã số 22 này có giá là 700 ngàn. Dạ, cũng xin đổi coi. Tiếp theo cái mã số 23. Cái này cũng có cái cần gắt quá. Cao của nó là 55. Ở đây là nó 45. Tại đó heo chứ anh chị. 45. Đường kính bầu 27. Cái mã số 23 này có giá là 1 triệu. Dạ, con xin đổi thôi. Tiếp theo là mã số 24. Dạ, con xin cho thông số ạ. Cao của nó là 56. Vành tại đây là nó 31. Đường kính bầu 25. Mã số 24 này có giá là 700 ngàn. Dạ, con xin đổi phôi ạ. Tiếp theo là mã số 25. Cái này nó thân nó chập chập nó sắn với nhau hai cô chú anh chị, chập nó sấy nè, dính sắn với nhau đùi chuột luôn. Cao là 60, vành 33, đường kính bầu 27. Cái mã số 25 này có giá là 800 ngàn. Dạ con xin đổi thôi. Dạ. Tiếp theo là mã số 26. Cái này có cái dòng hồi rất đẹp hay không cho anh vậy? Dạ con xin cho thông số ạ. Cao của nó là 80.
Ngang của nó là 55. Còn tại đây là nó 34. Đường kính bầu là 29. Mã số 26 này có giá 1 triệu 500 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 27 là một cây hết khế, cây linh sam 86 ăn của chú anh chị. Đây, cây linh sam 86. Linh sam 86 là lá nó nhỏ nhỏ kiểu gì nha cô chú anh chị. Nhỏ nhỏ nhỏ. Cây này linh sam 86 cỡ bự bự gì là cũng cũng lâu lắm rồi đó cô chú anh chị. Cái loại này nó cũng chậm lớn lắm. Cao của nó là 24. Ngang của nó là 26. Còn tại đây là nó 30. Cái này nó có thường nó ưa cái nứt nứt kiểu gì nha chứ anh chị. Cái này là con đục tới xanh xanh là đục thêm miếng nữa. Nè, đây cũng vậy nè. Thường nó ưa nứt cái đó, anh chỉ cho chú anh chị xem ha. Đây, đây cũng vậy luôn. Đó. Rồi cái linh sam mã số 27, linh sam 86 này xin giao lưu cùng với chú anh chị giá 1 triệu 700 ngàn. Này có các giật ha. Dạ xin đổi thôi. Tiếp theo là mai vàng. Một cây mai vàng. Dáng thú lỡ. Hơi thú à. Thú mà. Cao của nó là 24. Hoành thân là 26. Xích này là 33. Đường kính bầu 30. Dạ, cái mã số 28 này có giá là 1 triệu. Dạ, ông xin đổi thôi. Tiếp theo là mai vàng sắp đế không chú anh chị. Dạ. Mai vàng sắp đế. Đây, quay cho chú anh chị xem đế ha. Mai về chú anh chị sửa thêm ha. Quay gì nữa nếu anh chị nào chốt được thì con xin xuống lá. Dạ, xin cho thông số ạ. Cao của nó 60. Tán ngang 60. Hoành của nó chắc nhỏ rồi chứ anh chị. Hoành của nó hơn 5 rồi chứ anh chị. Đây, nó hơi khó đo nha, so sánh với tay cái con nha. Dạ. Ngoài vàng sắp đế. Mấy loại làm công phu lắm nha cô chú anh chị. Dạ, cây mã số 29 này có giá là 1 triệu 2. Cây mai vàng sắp đế. Dạ. Tiếp theo là mã số 30. Cũng là một cây mai vàng sắp đế luôn. Dạ. Bọn nó hay nghiêng ha. Đế gắt khéo của chú anh chị à, củ nở chạc luôn nè, quá xá, tay cầm cái này cũng khéo nè, nhỏ vậy chứ cũng có nút nụ trơn hết rồi chú anh chị, đây nút nụ đây, đó, nút nụ đó nè, nè, còn nhỏ, đó. Cao nó là 63, tán ngang của nó 52. Nhỏ quá bắt đầu hoành cũng khó chứ. Hoành cái này được 6 à. Hoành cái này được 6. Bấm tay cho chú chị so sánh ha. Cái này cũng là cây clip à. Mày sắp đế. Rồi, cái mã số 30 này có giá là 1 triệu 200 ngàn. Dạ rồi. Clip con xin kính chào cô chú và anh chị. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Có gì đăng ký ủng hộ kênh là Tika và con xin kính chào.